chào tất cả các tình yêu, chào mừng mọi người đến với ngày thứ 7 trên chuỗi hành trình 7 ngày làm quen bộ môn Step Top. Và mình là Oanh Nguyễn sẽ cùng đồng hành với mọi người đến ngày thứ 7 này nhá. Và chúng mình đã đi cùng với nhau 6 ngày. Trong suốt những hành trình vừa qua, các tình yêu mình cảm thấy như thế nào? Mình đã bắt đầu làm quen với những bước chân cơ bản trong bộ môn Step Top rồi đúng không ạ? Và hôm nay chúng mình sẽ tổng kết lại tất cả những động tác chúng ta tập luyện và mình sẽ tạo thành một chuỗi, một bài tập hoàn chỉnh nhá. Anh Nguyễn chúc mọi người thực hiện tốt bài tập ngày thứ 7 này nha. Và khóa học Feel cùng Bục Step đã chính thức được mở đăng ký. Với khóa học này sẽ giúp mọi người các bài tập nâng cao hơn một chút về bục tập. Và nó sẽ gồm có 20 video bài nhảy mẫu, sẽ có quay hướng phía trước, quay hướng phía sau và hướng dẫn đếm nhịp để mọi người có thể cùng tập luyện và chinh phục bộ môn Step Top. Để có thể đăng ký khóa học này thì hãy inbox cho anh theo số điện thoại 0916209467 để đăng ký khóa học nhé. Và chúng mình sẽ bắt đầu bài tập nha. Let's go. Nói với lòng chúng ta vốn gì chẳng hợp ý, nên thôi cứ thế ta biệt ly. Dù dần còn ký ức khi ta bên nhau chẳng thể cố xóa đi. Ai yêu mình sẽ làm chậm 3 lần nha. Vậy mà đành ta buông tay trong khi em sẽ làm chậm 3 lần. 1
ngày thứ bảy rồi ạ. Các tình yêu tập luyện như thế nào ạ? Mệt không ạ? Anh giờ đang rất là mệt và đang ra ra rất là nhiều mồ hôi ạ. Chúc mọi người hoàn thành tốt bài tập nha. Và các chị em mình cảm thấy bài tập ngày hôm nay như thế nào, cũng như mọi người tập như thế nào thì hãy comment xuống phần bình luận xuống dưới video này nhé. Đừng quên là chúng ta sẽ có khóa học Feel cùng Bookstep. Khóa học này sẽ gồm hơn 20 video bài tập mẫu giúp mọi người tập luyện và chinh phục bộ môn step tốc. Và mỗi một video thì anh sẽ có quay hướng phía trước, quay hướng sau lưng và hướng dẫn từng đếm nhịp từng bước một để mọi người có thể tập luyện nhé. Chúc mọi người thật nhiều điều hạnh phúc, thật nhiều niềm vui, thành công trên chiếc bục tập này nha. Bye bye. Đừng quên đón xem những video tiếp theo của anh nhé.